Xin chào toàn thể các bạn. Tại video lần trước thì mình đã chia sẻ hướng dẫn các bạn một số những kỹ thuật cơ bản trong việc cầm nắm và rót rượu, một số những kỹ thuật cơ bản trong cái ngành F&B của chúng ta, trong việc chúng ta kiểm soát một cái chai rượu, những kỹ thuật cơ bản trong việc chúng ta cầm nắm chai rượu như thế nào và những standard trong cái việc chúng ta rót rượu ra sao. Tại video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ hướng dẫn các bạn một số những thao tác kỹ thuật cơ bản của người bartender trong việc chúng ta sử dụng bình Boston Shaker cũng như là bình Shaker Cooler. Để chuẩn bị tập luyện thì như các bạn thấy rằng ở đây mình sẽ gồm có hai bộ dụng cụ. Một bộ dụng cụ là bình Boston Shaker, phần thân bình lớn hơn, và chúng ta có cái mảnh phía trên nhỏ hơn gọi là mixing glass. Và chúng ta sẽ có cái bộ dụng cụ là bình shake, gọi là bình coupler các bạn nhé. Bình coupler hay còn gọi là bình standard shaker. Cả hai loại bình shake này thì nó đều là những loại dụng cụ sử dụng chuyên nghiệp phía sau quầy bar của bartender. Không có loại dụng cụ nào gọi là chuyên nghiệp hơn loại dụng cụ nào, các bạn hãy lưu ý hay và ghi nhớ là như vậy. Hai loại bình này thì chúng ta thường sử dụng trong những mục đích khác nhau, tùy biến trong công việc. Thường thì đối với cả bình Boston Shaker với thể tích lớn hơn, chúng ta có thể chứa đựng được nhiều cocktail phía bên trong này, từ đó chúng ta có thể pha chế được ra được nhiều ly cocktail, cũng như rằng là chúng ta có thể thuận tiện trong cái việc mình biểu diễn. Như vậy. Còn đối với cả bình coupler thì mình cũng thường xuyên là một cái dụng cụ phía sau quầy bar của một bartender chuyên nghiệp, và chúng ta sẽ cũng rất thường xuyên sử dụng bình coupler này dùng trong pha chế cocktail với những cái kỹ thuật shake. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả các bạn một số những cái kỹ thuật cơ bản của người bartender trong cái việc chúng ta kiểm soát và sử dụng hai chiếc dụng cụ bình coupler và bình Boston Shaker này. Đầu tiên thì để sử dụng bình một cách an toàn thì các bạn hãy nhớ cái nguyên tắc chúng ta sử dụng, đó chính là chúng ta sử dụng bình shake trong việc là mình lắc hỗn hợp cocktail hay những hỗn hợp đồ uống dung dịch lạnh, chứ chúng ta sẽ không bao giờ sử dụng nó để lắc những hỗn hợp nóng hoặc lắc những hỗn hợp mà chúng ta có chứa khí gas bên trong. Ví dụ như rằng là bia, coca, fanta, tonic thì chúng ta sẽ không bao giờ sử dụng để mình lắc với cả bình Boston Shaker hoặc là bình standard shaker các bạn nhé. Vậy thì cái nguyên lý của chúng ta thì các bạn hãy nhớ rằng là nó gặp lạnh thì sẽ hút, mà gặp nóng thì nó sẽ bung, sẽ nổ ra. Vậy cho nên là chúng ta hãy nhớ là như vậy, mình sẽ luôn luôn mình shake nó với cả cái hỗn hợp mà lạnh mà thôi. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta mình sử dụng bình Boston Shaker để chúng ta dùng trong pha chế cocktail. Đối với bình Boston Shaker thì nó có hai mảnh như thế này. Cái thao tác chúng ta sử dụng thì thông thường là chúng ta mình sẽ úp cái bình mixing lên phía trên như thế này. Và các bạn hãy nhớ là chúng ta sẽ úp nó nghiêng một góc 45 độ, chứ chúng ta sẽ không bao giờ úp thẳng như thế này. Nếu chúng ta úp thẳng như thế này thì nó sẽ không được chuẩn chỉnh, không được đúng trong cái thao tác tư thế kỹ thuật của chúng ta. Sau nó sẽ khiến cho mình gặp một số những cái lỗi trong cái khâu vận hành. Ví dụ như rằng là nó sẽ khiến cho cái bình của chúng ta nó bị kẹt, mình không lấy ra được. Hay thậm chí là một số những loại bình mà nó bằng thủy tinh. Ví dụ như thế này, chúng ta có bình mixing bằng thủy tinh như thế này thì khi mà chúng ta mình úp thẳng này thì sẽ rất dễ bị rơi bình cũng như rằng là bị vỡ các bạn nhé. Vậy thì chúng ta mình sẽ nhớ rằng là chúng ta mình sẽ úp một góc 45 độ. Sau đó thì các bạn mình hãy chụp cái nắm đấm của bàn tay của mình như thế này và mình đánh dứt khoát từ trên xuống dưới như thế này. Đó. Và sau đó thì chúng ta mình sẽ có thể là mình shake. Cái kỹ thuật lắc của chúng ta thì có rất nhiều những cái phong cách, những cái style khác nhau tùy theo các bạn bartender mà các bạn thích lắc theo một cái style, một cái phong cách như thế nào. Thì về cơ bản các bạn hãy ghi nhớ rằng việc chúng ta lắc trộn cocktail là việc mình làm lạnh cho cocktail. Và bằng cái kỹ thuật shake của mình thì chúng ta mình phải lắc đều tay cũng như là lắc mạnh và dứt khoát các bạn nhé. Thì cái kỹ thuật cơ bản nhất thì tay trái chúng ta sẽ cầm ở phía dưới đuôi của bình Boston Shaker như thế này. Còn tay phải thì mình sẽ cầm ở phía trên như thế này và chúng ta hình thành cái tư thế mình cầm bình Boston Shaker như vậy. Và như vậy các bạn mình có thể là mình shake từ trên xuống dưới, đây là cái kỹ thuật cơ bản nhất. Đó, chúng ta lắc từ trên xuống dưới như thế này, dứt khoát. Khi mới bắt đầu thì có thể là chúng ta mình sẽ mắc một số những cái lỗi nho nhỏ. Ví dụ như những bạn khi mình mới bắt đầu cầm bình shake thì tay chúng ta thứ nhất là mình yếu, thứ hai nữa là chúng ta mình chưa có lắc được một cách dứt khoát. Vậy cho nên chúng ta mình sẽ hình thành cái lỗi là mình rất hay lắc một cách chần chừ như thế này. Một cái bước nó ngắn như vậy thì cái hỗn hợp của chúng ta mình không thực sự được đảo trộn được tốt. Cũng như rằng là cái thao tác này sẽ khiến cho chúng ta mình có một cái tư thế mình lắc nó không có được thực sự là chuyên nghiệp cũng như đẹp mắt. Vậy nên các bạn mình hãy lưu ý, hãy ghi nhớ rằng cái việc chúng ta mình sẽ shake một cách dứt khoát từ trên xuống dưới như vậy các bạn nhé. Mình có thể tập luyện bằng cách là mình có một tấm gương ở phía trước mặt, sau đó thì chúng ta mình hãy thử shake với cả những cái style khác nhau và chúng ta hãy quan sát để xem rằng là cái style nào nó sẽ là phù hợp nhất với cả mình các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái kiểu cơ bản nhất thôi. Chúng ta sẽ cầm này, lắc như thế này. Đó.
Khi chúng ta check thì chúng ta sẽ lắc một cách dứt khoát từ trên xuống dưới. Các bạn cũng có thể là quay sang phía bên trái thì chúng ta sẽ hình thành một cái dáng như thế này. Đó. Hoặc chúng ta cũng có thể quay sang phía bên phải, hơi nghiêng một góc 45 độ. Trong quá trình mà chúng ta thực hiện cái kỹ thuật check thì chúng ta hoàn toàn có thể rằng là nở một nụ cười tươi với cả khách hàng, hoặc các bạn cũng có thể theo một cái phong cách là lạnh lùng như nào đó, thì nói chung là cũng rất tùy theo phong cách của mỗi một bạn bartender, thì cái này mình cũng tùy thôi nhá. Đó, hiện ta check như này. Như vậy, sau khi mà chúng ta mình check xong hỗn hợp của mình đã lạnh rồi thì chúng ta mình sẽ tiến hành mình lấy cái bình mixing này của chúng ta ra. Thì khi chúng ta lấy ra thì chúng ta mình sẽ vỗ vào cái khoảng trống khe hở ở vị trí này, chứ chúng ta sẽ không vỗ vào cái nơi mà nó không có khe hở các bạn nhá. Thì chúng ta sẽ vỗ như này, tay của mình là mình sẽ vỗ dứt khoát một cái là nó sẽ lập tức nó ra. Đó, như vậy. Và chúng ta sẽ tiến hành là mình sẽ lấy cái phần cocktail của mình ra. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái kỹ thuật shake nữa là chúng ta, các bạn bartender cũng rất thường xuyên sử dụng để chúng ta shake cái bình Boston Shaker như thế này. Đó chính là chúng ta mình cầm chúc cái phần đuôi của cái bình Boston phần lớn lên phía trên, tay trái chúng ta cầm ở đây ôm như thế này và mình hình thành tư thế như này, tay phải chúng ta cầm ở phần dưới đuôi tóm như vậy. Đó, và chúng ta có thể đưa lên trên đầu và mình hình thành tư thế như này và chúng ta mình lắc như thế này. Các bạn phải lắc như vậy. Đó. Đây đều là những cái kiểu rất cơ bản. Các bạn có thể lắc đi lên đi xuống như vậy. Với kiểu của lắc với cái kiểu mà chúng ta shake đi lên đi xuống như thế này thì mình sẽ cần tập luyện một chút. Một lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta tập để thể rút ngắn được thời gian tập luyện. Đó. Thì về cơ bản thì có hai kiểu như vậy, nó là phổ biến nhất. Một là chúng ta cầm này, cũng có thể xách lên vai hoặc xách từ trên xuống dưới, hoặc hai là chúng ta cầm như vậy. Ngoài ra các bạn cũng có thể tập luyện thêm một số những cái kỹ thuật. Ví dụ như là các bạn sẽ rất thường xuyên thấy các bạn bartender có những cái kỹ thuật như thế này. Chúng ta đặt cái bình Boston Shaker xuống dưới mặt quầy bar, sau đó thì mình úp cái mixing glass lên, chúng ta đóng một cái và chúng ta mình hất lên như thế này và sau đó chúng ta thực hiện kỹ thuật shake. Đó. Như vậy. Sau khi chúng ta shake xong thì có thể là mình sẽ thêm một vòng nữa và mình tiếp tục là mình shake tiếp và mình lấy ra là như vậy ha. Thì đó là cái kỹ thuật chúng ta sử dụng bình Boston Shaker. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái kỹ thuật shake cơ bản khi mà chúng ta mình làm việc với cả bình Coupler hay còn gọi là bình Standard Shaker. Như các bạn biết là bình Standard Shaker thì cái loại phổ biến nhất mà dùng phía sau quầy bar mà các bạn bartender thường xuyên sử dụng đó chính là cái loại bình có dung tích là 500ml. Chúng ta sẽ gồm có 3 phần là phần thân bình, phần nắp to phía trên có những cái lỗ để chúng ta lược đá và chúng ta có một cái nắp nhỏ như thế này. Thì cái thao tác chúng ta sử dụng thì các bạn hãy ghi nhớ rằng là cái bình này về nguyên tắc hoạt động sử dụng thì nó cũng giống như bình Boston Shaker thôi. Chúng ta mình sẽ chỉ được lắc với cả những cái hỗn hợp lạnh, mình không bao giờ shake với cả những hỗn hợp nóng. Cũng như rằng chúng ta sẽ không bao giờ lắc với cả những cái hỗn hợp có chứa ga các bạn nhé. Những có chứa khí ga ví dụ như bia, coca, fanta, tonic, soda thì chúng ta sẽ không bao giờ được shake với cả những hỗn hợp như này. Các bạn hãy ghi nhớ là như vậy. Thì khi chúng ta sử dụng cái bình này thì nó có 3 phần bộ phận. Thì các bạn hãy lưu ý rằng chúng ta mình sẽ theo thứ tự là cái phần nắp to này mình đưa lên trước, sau đó phần nắp nhỏ chúng ta đưa lên sau. Đó, khi chúng ta mình thực hiện xong cái thao tác kỹ thuật shake thì chúng ta cũng sẽ lần lượt theo thứ tự là mình đưa cái nắp nhỏ này ra trước, sau đó thì chúng ta mình lấy cái nắp to này ra sau. Nếu như chúng ta cần lấy đá và hỗn hợp cocktail bên trong thì chúng ta mình sẽ rót cả rượu và cocktail ra bên ngoài. Còn nếu không thì chúng ta mình có thể theo thao tác như thế này và chúng ta mình tiến hành là mình rót cocktail ra bên ngoài. Các bạn hãy tránh cái thao tác rằng là chúng ta mình sẽ cùng một lúc mình đưa hai cái mảnh này lên cùng một lúc. Thì điều đó nó sẽ không tốt, nó sẽ giúp cho khiến cho chúng ta mình gặp một số những cái lỗi trong quá trình mình sử dụng bình shaker các bạn nhé. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng mình sẽ đưa cái phần to vào trước và sau đó chúng ta mới đưa cái phần nắp nhỏ này lên. Cho dù mục đích của chúng ta sử dụng có là gì đi chăng nữa thì mình hãy luôn theo cái thao tác thứ tự nó là như vậy để chúng ta có thể là vận hành được cái bình coupler này một cách tốt nhất các bạn nhé.
Về bình thì như các bạn thấy rằng là nó không có ren rãnh gì cả. Vậy cho nên rằng là chúng ta mình chỉ cần là mình đưa nó lên thôi, chứ mình cũng không cần phải vặn các bạn nhá, bởi vì nó không hề có rãnh gì hết. Khi nó gặp đá lạnh thì nó sẽ tự động nó hút lại, và chúng ta mình không có còn cần phải sử dụng những cái thao tác như là chúng ta mình vặn nó như thế này thì nó sẽ cũng không thực sự chính xác. Chúng ta đưa bình, đưa những cái nắp theo thứ tự, nắp to vào trước, sau đó mình sẽ đưa nắp nhỏ lên sau. Sau đó thì chúng ta mình sẽ bắt đầu là mình shake. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái kỹ thuật shake cơ bản. Thứ nhất thì nó cũng giống như rằng là bình bottom shaker thôi. Chúng ta mình cũng hoàn toàn có thể rằng là shake theo cái tư thế như này. Đầu tiên là cái tay phải của mình thì chúng ta mình sẽ cầm như thế này, ở vị trí như vậy. Vậy là mình đã có thể cố định được ba bộ phận và hai cái chốt ở đây cùng một lúc. Đồng thời thì tay trái của chúng ta thì mình sẽ đặt ở phía dưới đuôi như thế này, và mình sẽ hình thành cái tư thế shake như thế này. Và chúng ta mình từ trên đưa xuống, và cũng tương tự giống như việc chúng ta mình thực hiện kỹ thuật shake về cả bình bottom shaker như vậy. Cái kỹ thuật thứ hai mà các bạn cũng có thể sử dụng, thì cái kỹ thuật này ngày xưa cũng khá phổ biến. Hiện tại bây giờ thì các bạn bartender cũng ít sử dụng cái kỹ thuật shake này hơn, nhưng cái kỹ thuật này vẫn có thể áp dụng để trong công việc được các bạn nhá. Và nó cực kỳ hữu dụng khi mà chúng ta sử dụng để mình shake hai tay đó các bạn ạ. Đó chính là cái kỹ thuật chúng ta cầm bình shake, bình coupler bằng một tay, ngón trỏ chúng ta đặt lên phía trên, còn lại thì chúng ta sẽ cố định nó như thế này. Sau đó thì các bạn có thể là lắc theo những cái vòng tròn như vậy. Tay trái chúng ta có thể để phía trước ngực như vậy, hoặc có thể để ra sau lưng tùy thích, nhưng thường thì mình nên để phía trước này thì nó sẽ trông tự nhiên hơn đó. Đó, ta shake như này, như vậy. Ngày nay thì các bạn bartender cũng ít áp dụng cái kiểu shake như thế này, nhưng mà nó sẽ thực sự hữu dụng nếu mà chúng ta mình sử dụng hai tay trong trường hợp mình sẽ phải shake hai ly cocktail chẳng hạn, thì chúng ta mình có thể áp dụng hai tay để chúng ta mình shake ha. Đó. Đó, các bạn có thể shake lên shake xuống như vậy, hoặc mình có thể là như này. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái kỹ thuật shake nữa, cũng cực kỳ phổ biến phía sau quầy bar mà các bạn là bartender vẫn thường gọi cái kỹ thuật shake này, gọi là Japanese shake. Đó là cái kỹ thuật shake giống theo kiểu người Nhật. Thì đây nó là một cái kỹ thuật shake có thể gọi rằng là tương đối phức tạp đối với cả các bạn mới, bởi vì thường những bạn mới thì cái cổ tay của mình nó chưa có đủ dẻo, cũng như chúng ta mình chưa có đủ thời gian để mình làm quen với cả cái bình shake như này, cho nên chúng ta mình sẽ gặp khó khăn hơn một chút trong cái kỹ thuật shake như này. Cái kỹ thuật shake này thì đó chính là cái việc là cái tay của chúng ta mình sẽ cầm ở cái vị trí ngón cái, mình đặt ở vị trí của cái nắp nhỏ ở đây. Sau đó thì bàn tay chúng ta cầm bình shake như thế này. Như vậy là chúng ta mình đã có thể cầm được bình shake bằng một tay. Sau đó thì ngón tay trái thì các bạn hãy đặt ngón áp út và ngón giữa tại cái vị trí bình shake như này, và chúng ta sẽ hình thành cái tư thế như vậy. Và như vậy thì sau đó thì chúng ta hãy thả lỏng hai vai và bắt đầu là chúng ta mình shake đi lên đi xuống như thế này. Đây. Các bạn có thể nhìn về phía trước, hoặc cũng có thể là nhìn về phía khách hàng, hoặc cũng có thể là nhìn đông nhìn tây, nhìn đâu đó. Như vậy. Mình cũng có thể quay sang phía bên ngược lại. Như vậy. Đó, hoặc mình cũng có thể là shake như thế này. Nhưng thông thường thì trong nghiệp vụ của chúng ta ấy, thì thường rằng là chúng ta mình khá kỵ cái việc là mình shake trước mặt khách như thế này các bạn nhé. Ví dụ khách hàng người ta đang ngồi trước mặt mình như thế này, thì theo cái chuyên ngành của chúng ta thì nó cũng không sai, nhưng thật ra chúng ta khá kỵ cái việc là mình shake như thế này. Bởi vì nếu chẳng may mình tuột tay ấy, thì cái bình này nó sẽ bay về phía của khách hàng, nó sẽ rất là nguy hiểm. Vậy cho nên là tối ưu nhất, thông thường thì tốt nhất các bạn hãy quay về phía bên trái, hoặc chúng ta mình quay về phía bên tay phải như vậy. Chứ chúng ta hãy cố gắng là mình tránh hạn chế cái việc là mình shake trước mặt khách hàng như thế này, mặc dù là nó cũng không phải là sai ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ shake cái bình bottom shaker này với cả đá, để các bạn có thể là thấy một cái cách cụ thể nhất là khi chúng ta mình working làm việc thì nó sẽ như thế nào nhá. Rồi, mình sẽ cho đá vào đây này. Đó, sau đó thì mình sẽ đưa cái bình này của mình lên, đóng một cái. Thì đó là cái kiểu thứ nhất.
kiểu thứ hai thì chúng ta mình cũng có thể là cầm ngược lên như thế này, sau đó thì chúng ta như vậy. Bình thì khi chúng ta xách thì nó lạnh rất nhanh, nhất là nếu mà các bạn xách đúng kỹ thuật và xách mạnh, thì khi nó lạnh ở một cái nhiệt độ nhất định thì cái bình của mình nó sẽ toát mồ hôi ra phía bên ngoài, và cái tay của chúng ta thường là mình sẽ không chịu được nữa đó. Nên lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta mình sẽ có một cái mẹo, một cái thủ thuật để giúp cho chúng ta mình rút ngắn cái thời gian tập luyện các bạn nhá. Nó sẽ rất là dễ và đơn giản thôi. Khi lấy bình ra thì chúng ta mình sẽ đóng thật mạnh vào cái phần khe hở ở đây như thế này, và lập tức là chúng ta mình sẽ lấy được cái phần mixing glass của chúng ta ra luôn. Các bạn có thể đưa xuống phía dưới như thế này. Sau đó thì nếu chúng ta cần lấy cocktail ra, mình sẽ đưa vào đây một cái strainer chặn như thế này. Và thao tác của chúng ta lúc đấy mình sẽ hình thành như thế này. Đó, mình có thể cầm mình rót rượu này. Đó, như vậy. Và tiếp theo thì mình cũng sẽ đưa đá vào cái bình cooler này và thực hiện kỹ thuật shake để cho các bạn xem nhá. Đó, mình sẽ đưa cái nắp nhỏ vào đây trước. Sau đó mình sẽ đưa cái nắp nhỏ nhất này lên và chúng ta mình bắt đầu là mình xách này. Đó, là như vậy. Sau đó thì chúng ta mình mở cái nắp nhỏ ra bằng cách là chúng ta mình xoáy nhẹ ra các bạn nhé. Mình xoáy nhẹ nó ra. Nếu như toàn bộ những cái thao tác của chúng ta từ đầu tới cuối mà mình chính xác thì chúng ta mình sẽ có thể là thực hiện thao tác nó rất là dễ dàng thôi. Và sau đó thì chúng ta mình cũng có thể là rót phần rượu cocktail ra ngoài, ví dụ như vậy nhé. Và cuối cùng thì để cho cái việc tập luyện nó trở nên đơn giản và dễ dàng hơn, giúp các bạn có thể rút ngắn được cái thời gian tập luyện, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẹo mà các bạn bartender rất thường xuyên áp dụng phía sau quầy bar đối với những bạn mới để có thể kiểm soát được bình shaker tốt nhất, cũng như rằng là cái thời gian tập luyện có thể rút ngắn được nhanh nhất. Như các bạn biết rằng là nếu như chúng ta tập luyện với cả đá thì cái đá nó rất là lạnh, vậy cho nên là chúng ta mình sẽ không tập được lâu, bởi vì khi mà cái đá nó toát cái mồ hôi ra phía bên ngoài thì cái tay của chúng ta nó sẽ rất là lạnh, vậy nên khiến cho mình bị cóng và mình sẽ không tập luyện được lâu. Vậy cho nên là ở đây mình sẽ có một cái phương pháp, đó chính là chúng ta mình sẽ sử dụng gạo để mình tập luyện các bạn nhá. Như vậy thì chúng ta mình sẽ có cảm giác tốt hơn, cũng như rằng là mình sẽ rút ngắn được thời gian tập luyện đó các bạn ạ. Đó, như các bạn thấy là ở bên trong này mình có một cái bình bình thường hay sử dụng để pha trà sữa hoặc là pha trà ở các quán cà phê, thì mình sử dụng bình này để các bạn có thể nhìn thấy cái gạo ở phía bên trong nhá. Thì chúng ta mình có thể cho gạo vào những cái bình cooler như thế này, hoặc chúng ta cho gạo vào những cái bình bottom shaker để chúng ta mình tập luyện và chúng ta tập những cái kỹ thuật mà chúng ta mong muốn. Ví dụ chúng ta tập kỹ thuật này, thì như các bạn thấy rằng khi mình đưa gạo bên trong thì chúng ta mình cũng nghe được cái âm thanh của cái gạo, cũng như là cái cảm giác của mình cũng sẽ tốt hơn so với việc là chúng ta mình shake bằng cái bình không đó các bạn ạ. Đó, và các bạn hãy tập luyện thật chăm chỉ. Đến khi nào mà các bạn shake tập với cả cái gạo này á, mà cái gạo này nó thành cái bột, thì mình nghĩ rằng là các bạn đã có thể là shake rất là đẹp mắt rồi đó. Như vậy là mình đã vừa chia sẻ với các bạn một số những cái kỹ thuật cơ bản trong cái việc là một người bartender chúng ta sử dụng bình bottom shaker cũng như là bình standard shaker như nào, kiểm soát nó ra làm sao, và những cái kỹ thuật shake cơ bản của bất cứ một người bartender nào. Mình rất hy vọng là những cái sự chia sẻ của mình đã có thể giúp ích được cho các bạn trong cái công việc của mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo.